Xin chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Sáng hôm nay thì cũng như mọi khi mình cũng tiếp tục đi thăm những tay lưới tàn nha mấy bạn. Lưới cuối vụ mùa gắn nha các bạn. Này là lưới còn rất là ít luôn mấy bạn ơi. Mình đi cử não nó cũng mắc 1-2 tay, 2-3 tay, 3-4 tay mắc riết bây giờ. Lưới mình văng hồi đầu mùa đâu 100-120 gì đó bạn. Mà cả như bây giờ còn đâu chừng 50 tay, 60 tay gì mấy bạn ơi. Đi cử nào cũng có mắc hết á, do cả nhi cỡ này nó lâu lâu nó dính gắn không hành mà con bự bự đó các bạn. Cái nhiều khi người ta đi qua đi lại người ta nhìn thấy cái cặp lòng không đậu nghe các bạn. Lúc trước rồi dính gắn lãi gắn đồ thì người ta gặp người ta còn bỏ qua chứ còn hổ hành là thua các bạn ơi. Đi ngang mà thấy một đống mà nằm chiếu chiếu đó rồi. Với cỡ này do mấy người ta xả rúa nè mấy bạn. Mấy chủ ruộng đó người ta hay đi thăm ruộng rồi tới lui dưới bờ nó dễ đi mấy bạn, dở khô hết trơn rồi. Còn như mùa nước thì nước đồ người ta cũng hạn chế đi, do mấy cái đồng nghiệp mình đi hoặc là mấy cái người đi cắm câu ếch với bắt chuột đồ mấy bạn. Còn như cỡ này thì chủ ruộng đi hơi nhiều nha bạn, bữa nào người ta cũng đi thăm lúa nên là hơi miễn có là hay bị mắc lắm nha bạn. Bây giờ này là mình cũng mới đi ra nha bạn, chưa thăm ta nào hết trơn nha bạn. Có ghé xe ở đầu là ngoài thì thăm ngay căn chiếc cửa chỗ mà tay lưới dính còn không thành chết đó mấy bạn. Còn này mình đang đi ra nè các bạn, đang lội ra trên chuyến đường đi ra này mình cũng có 1-2 tay nha các bạn. Mới ra bờ này chưa thăm tay nào hết, tay chỗ bụi chuối này mình có văng tay nha các bạn. Tay này là tay đầu tiên của cái bờ này nha các bạn. Bữa nay thấy tình hình im nha các bạn, bữa nay thấy trời có hơi mùi sương này nha mấy bạn. Trong góc mình có ba văng tay nha các bạn. Chà, hổ hành mấy bạn ơi, cỡ này thì chỉ có này thôi, con này to nha mấy bạn. To nha, đây. Còn sống không? Còn sống. Quá tê mấy bạn ơi. Bờ này nó thiệt mấy bạn, tay này từ lúc mình văng vậy cũng không dính nữa mấy bạn, tới giờ mới chịu dính nha mấy bạn. Bạn thấy đã không? Hổ hành này to nha mấy bạn. Con này là cỡ 700 g nha mấy bạn. Im ơi. Mới ra cỡ này ít dính chứ lâu lâu dính con to to gì cũng được mấy bạn ơi, trái bệnh chết thì được hả. Đó mấy bạn đã không, mấy bạn thấy dính cái đậu phụ luôn không đó. Tay lưới mình thì cũng đơn giản nè các bạn, từ đây tới đó tay lưới này 6-7 tấc nha mấy bạn. Tay bò này cũng hơi bự, bạn nhìn thấy đã không. Đi lại tay lưới mà thấy dính là thấy hứng nha các bạn, hổ hành bóng lộng nha các bạn. Con này mới dính tối chứ phải dính lâu chết mấy bạn, tại vì lưới ba phân mà mấy bạn thấy gì dính lưu được có cái mỏ không nè. Tại vì là do cái mình văn mình năm nay mình nói mấy bạn mình cũng có văn gắn đón bắt gắn lãi đó mấy bạn, cho nên là mình văn lưới nó hơi nhỏ nha mấy bạn. Chứ đúng ra giống như mấy bạn đồng nghiệp mà cỡ này cũng muốn hết mùa mấy bạn ơi, mình cũng khuyên mấy bạn khỏi xuống chi mất công, xuống có văn chơi gần vòng nhà đồ gần gần đó mình thấy có gắn mình văn kiếm ăn đâu nha bạn. Chứ cỡ này mà mình văn thì nó hơi quá trễ rồi. Nếu mà mấy bạn muốn làm nghề này á cỡ mùng 5 tháng 5 mấy bạn xuống lưới được rồi đó. Còn rảnh nữa ha là cỡ tháng 4 tháng 5 mà mấy bạn nhìn thấy trời mưa đầu mùa đó là đầu là văng lai gai được rồi đó. Đó, còn như bây giờ thì nó muốn hết mùa rồi nên mình có văng kiếm ăn đồ chơi gần nhà mình dễ đi thăm các bạn, chứ văng xa mình mắc đi tới lui tốn chi phí nha các bạn. Tại vì mình á lỡ văng rồi lưới mình còn thì mình đi thăm vậy đó chứ mình không có xuống thêm nha các bạn. Bữa nào đi nhiều khi cũng đem lưới đem vậy đó chứ cũng không có xuống. À, con này to nha các bạn, con này được 700 g mấy bạn ơi, 700 g tới đó đó. Chứ không dưới đó. Bạn thấy không? Chà bá phanh mà. Bóng lộng nha mấy bạn. Hôm nay thì hành trang của mình thì cũng y như thường thại nha bạn, một gói thuốc hút với túi lưới nha bạn. Bây giờ không có đem được 2 túi đâu mấy bạn ơi. Cỡ này không biết nó dính không, cái túi mình có bữa mình đi về còn túi không nữa đó mấy bạn. Nói nhiều khi mấy bạn cười. Tại vì lưới tàn mấy bạn có bữa thì không dính con nữa, còn có bữa khi nó dính con hai con rồi gắn nhỏ nhỏ rồi cái đầu mình nhiều khi mình cũng không có lên clip được mạng tại nó thiếu phút quá đó mấy bạn, rồi mình bỏ luôn à. Đem về dứt ăn thịt rồi clip thì ra không xong luôn à. Rồi còn này thì bữa nay thì dái đây tới cuối nó dính vài con bự bự gì nữa các bạn. Rồi mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây ha. Lâu lâu dính gắn bự mình cũng nói hơi nhiều nha. Mấy bạn cũng thông cảm. Rồi mình xử lý con gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo. Nếu nó có dính thì mình test lại mấy bạn xem. Thôi nãy giờ ra mới tay lưới đầu tiên các bạn. Mở hạn dính con là tới giờ luôn nghe mấy bạn. Nãy giờ nó không chịu dính nữa mấy bạn ơi. Lộ nãy giờ cũng đuối với nó nha mấy bạn. Mình đang ngồi nghỉ trong cái góc xài này, mình đi dài ra ở đây có cũng có cái bờ quen thuộc của mình nha các bạn. Ở đây mình cũng có văng mấy tay nữa các bạn ơi. Quải. Hình quả nãy giờ thì được con nè các bạn, đâu chừng 700 g rồi đó các bạn ơi. Đó. Con duy nhất đó. Nhất viên chỉ rồi đó.
Lội ghế cũng biết mệt mà. Thôi nghĩ nãy giờ cũng hơi lâu rồi, mình lội về tới luôn mấy bạn ơi, tranh thủ về mấy bạn ơi, giờ này cũng chưa rồi. Mình về mình còn gà vịt đồ ăn nữa. Hôm trước này mình có con tay nha bạn, mình té thẳng luôn nha các bạn. Chà, con không hành nữa mấy bạn ơi, không hành mấy bạn ơi. Đây, mấy bạn thấy không? Chết luôn hả gì vậy? Ừ, còn sống mấy bạn ơi, con này muốn chết nha bạn, con này yếu nha bạn, sậm da rồi. Con này là chắc chín trước nè các bạn. Cỡ này tại lưới mình là 3-4 ngày mới đi thăm đó các bạn, mà hên con này nằm trong bóng mát với lúa đầu ra đừng khúc nha các bạn. Lúa đầu ra thì tỷ lệ chết ít nha các bạn. Đó, lội mệt nha các bạn. Dính lại cái cũng thấy khỏe nha các bạn. Ở đây thì cái bờ quen thuộc mình mấy lúc trước cũng có hay dính đồng hành nè các bạn nhớ không? Đó, bờ này thì nó nọ ngay nó cũng dính lai ga lâu lâu mới dính nha các bạn. Bên đó trồng xài, bên đây trồng xài nữa nha các bạn. Cái này khu vực xài không à. Ồ, con này được chắc cỡ 300-400 gram mấy bạn ơi. Con này chắc thủ thủ 400 gram. Đó. Thành quả nãy giờ thì chỉ mới có con này là con thứ hai nha mấy bạn. Rồi, ba lứa càng tàn thối mùa dính cái nó quậy đứt dây chân mấy bạn ơi. Tại lứa này là lứa cuối mùa nha mấy bạn. Lứa tàn rồi. Nó cũng đã mục rồi. Lứa này lứa ba phân nha các bạn. Làm ngày này vậy đó mấy bạn ơi, bấp bênh lắm. Dính thì lội khỏe lắm nha bạn, nó không dính lội cũng mắc mệt nha bạn. Cỡ này nó dính yếu lắm, này lứa cuối mùa mình đi thu gom những con rắn còn sót lại cuối vụ rắn nha mấy bạn. Hai con cũng được, con này là một con. Giỏ mình đựng con nữa là hai con. Giờ mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi còn mấy tay nữa mình đi tới tiếp theo, nếu có dính mình test lại cho mấy bạn xem. Tại mình đi con mình nè, mình phải xử lý nó cái mấy bạn ơi. Rồi mình đi tới tay tiếp theo luôn nha mấy bạn. Ở đây cũng còn cái bờ sải mới dính một con nữa đó nha mấy bạn. Là cũng còn cái bờ này luôn. Mình đang đi bờ này. Bên đó có người ta đang đang tưới cây nha mấy bạn. Với hào người ta đang móc lại nha mấy bạn. Cái này là cô bé móc lượng sữa nuôi cá đó nha mấy bạn. Rồi mình đi tới luôn nha mấy bạn. Đây dưới đây con còn nó đây nè mấy bạn ơi. Hổ hành nữa mấy bạn ơi, bữa nay im quá. Đây phút cuối làm hổ hành xong nha mấy bạn. Quá đã mấy bạn ơi. Đó tại lưới mình thì mình văng tự dưới đó lên đây nó có 5 tắc đó nghe các bạn. Dính con này sát đầu đài nghe các bạn, gắn này bóng nghe các bạn. Quá đã các bạn ơi. Cuối cùng mà cũng còn vớt được thứ này nữa mới tê nghe mấy bạn. Đó. Thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy rồi đó, mình thành quả của mình là được hai chú nghe các bạn. Đây. Hai chú. Dưới đây một chú nữa là ba chú nghe các bạn. Đó, dái đầy tới cuối dính vài con bự bự nữa coi. Quay cho đẹp luôn mấy bạn ơi. Đó, thành quả của mình rồi, sớm giờ buổi đi thăm nay là được nhiêu đó nghe các bạn. Con này con thứ ba nghe mấy bạn. Quả chạy bóng mấy bạn, hổ hành lắng lứt nghe mấy bạn. Quá đã. Nồng nè, mấy bạn thấy nó nồng chưa đó, nó nồng lứ đó mấy bạn thấy nồng không? Con mà nhỏ hơn lả lọt liền đó nghe các bạn. Ý là con này khoảng 400 g mà còn nồng vậy nè nghe các bạn. Còn mấy con nhỏ là nó lọt ngang chân nghe mấy bạn. Tại vì mình lớn mình đây mình biết bắt là từ khoảng là 350-400 gram trở lên mới có dính, còn dính là không bao giờ dính nghe mấy bạn. Nó nung ngang là lứ ba phân đó các bạn, nung ngang chân. Đây, cái này là thành quả hồi sớm giờ, còn đây là cái con này trong cái bờ này vậy là ngon mấy bạn ơi. Bờ này có 5-6 tay lứ mà nó dính nãy giờ được hai chú luôn nghe mấy bạn. Rồi, mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng đây nghe mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo nó có dính mình test lại mấy bạn xem. Ồ, cỡ này hổ hành uống không nghe các bạn. Nó tròn đã không, bóng dân nha các bạn. Rồi, mấy bạn cho mình tạm ngưng đi. Rồi, mình về tới nhà mấy bạn ơi, nó không dính nữa mấy bạn ơi. Thì bữa nay thành quả của mình đây. Được 3 chú nha các bạn. Đi. À, cái này là nãy giờ thì mình dính cũng được 3 con nha các bạn. Tại nó hơi có máu nên mình nín, mình không nói chuyện, mình sửa lại các bạn. Để YouTube nó không cho phép mình quay. Tại vì có con rắn bự hồi nãy đó bạn, nó dính có cái đầu không đó. Cái nó bị dính máu ảnh hưởng nha các bạn. Đó, các bạn thấy đã không? Này được 3 con nha các bạn. Bữa nay nó thắt không mà lội gần về tới nhà. Cái mấy luồng dưới này nó dính được 2 chú nữa nha các bạn. Mà hai con đó nó không bự bằng cái con đầu tiên nha các bạn. Con đầu tiên được có khoảng 700 g hơn 700 g, còn hai con sau này chắc cỡ 800 g, 900 g đổ lại mấy bạn ơi. Đó, thì thành quả bữa nay mình thăm chuyến này được bao nhiêu đó bạn ơi. Thì mấy bạn cũng biết rồi, cỡ này nó cuối mùa mấy bạn, nó dính yếu lắm. Nó không phải như đầu mùa đâu nha các bạn. Nên là rất là ít, lượng rắn nó đi yếu lắm. Cỡ này nó ngủ đông bớt rồi nha các bạn.
có ít bữa nữa trời mà nó bớt lạnh á, quê mình thì giờ nó cũng tạm bớt lạnh rồi các bạn, nó cũng còn lạnh hơi thôi, nó giảm giảm lạnh đi một chút á, cái nắng ấm lại cái nó đi một chặn nữa nghe các bạn. Đây tới Noel á, nó có đi một chặn nữa là đi mạnh luôn, đi dính cực kỳ luôn đó, rồi là xong qua đợt đó là rồi đó, nó đi được bữa hai bữa rồi các bạn, là rồi đó. Cỡ đó là mấy ông cầu thủ mà đi soi đêm mấy bạn trúng lắm, trời là dính dữ lắm, dính mà nó dính được vài bữa à. Có năm thì nó đi cỡ 20 là đi, có năm là 24 ngày Noel đi đó bạn, nam mà không biết đi trong giờ nào thôi, nó sẽ có đi một chặng lớn lắm. Mấy người soi gắn bữa nào cũng trúng chân mình văng, lúc đó lưới mình còn ít đó mấy bạn, chứ nếu còn nhiều nhiều khi nó cũng dính lắm. Có năm mình neo lưới nhiều là nó trúng mấy bữa đó, một bữa thì khi 5 số ký à, mà nó trúng được bữa bữa là gầu nha các bạn, là qua chặng đó rồi mình muốn kiếm lại nó rất là khó. Rồi bây giờ mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng clip đây ha. Mấy bạn nếu có xem nhớ ủng hộ kênh anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo mấy bạn. Rồi bye bye, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.